bao giờ lấy chồng. Có mỗi chuyện đó mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại làm gì? Con nói rồi, bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc. Chuyện lấy chồng vội gì hả mẹ? Vội chứ sao không, giờ con đã 26-27 tuổi rồi. Bạn bè bằng tuổi nó dựng vợ gả chồng hết rồi con à. Mà nói nhẹ nhàng với con bé xem nào, cứ từ từ, đâu sẽ vào đấy. Hay, lại còn được ông nữa. Chẳng dục nó thì thôi, lại còn hùa theo nó. Rồi nó ế ra đấy là lỗi tại ông. Mẹ tính thế này, cậu Hùng đối diện nhà mình ấy, mẹ biết cậu ấy cũng để ý con lâu rồi. Hay là cuối tuần này con sắp xếp công việc về quê, hai đứa gặp mặt xem thế nào. Bố mẹ thấy cậu ấy cũng được lắm. Bố mẹ ơi, con về rồi. Sao lại thế này? Sáng nay mẹ bảo con về gấp vì bố ốm mà. Bố con thì lúc nào chẳng đau ốm. Bố mẹ và cậu Hùng đang nói chuyện về con đấy. Cậu ấy cứ khen con suốt. Dạ thôi, hôm nay con hơi mệt. Con xin bố mẹ và anh để vào nghỉ sớm. Đi xe về quê chắc mệt lắm hả em? Đi xe thì cũng không mệt lắm. Chỉ là hôm qua em đi chơi với bạn trai về hơi muộn. Thôi em xin phép. Cạn chén nào. Cậu cứ uống từ từ thôi, con gái con lứa. Thôi không nói chuyện của mình nữa, kể chuyện của cậu đi. Dạo này thế nào rồi? Dạo này công việc áp lực quá. Cả tháng rồi mình và Mai còn không gặp nhau lấy một lần. Chắc yêu nhau lâu rồi nên thấy cũng chẳng sao cả. Giá mà thế này mãi thì tốt quá. Mình có cậu bên cạnh, một đứa bạn thân mà mình có thể kể hết mọi chuyện phiền não. Tính ra thời gian cậu gặp mình còn nhiều hơn gặp bạn gái. Đúng là bạn tốt. Thôi ăn đi, bớt càm ràm sến sẩm hộ cái. Có đứa bạn thân như cậu cũng thấy phiền lắm rồi. Cười cái gì, nhanh nhanh tỏ tình với cái người mà cậu tương tư lâu nay đi. Biết đâu thành công, cậu lại cho mình ra rìa ấy chứ. Giá mà có thể nói cho cậu biết, người mà mình thích lâu nay chính là cậu. Cái gì cơ? Bố mẹ muốn gặp bạn trai con á. Nhưng... À không, tất nhiên chuyện con có bạn trai là thật rồi. Làm sao bây giờ? À đúng rồi, mình thử nhờ Tuấn đóng giả bạn trai mình xem sao. Làm sao bây giờ? Ngày mai mình có hẹn với Mai. Lần này mình mà lại hủy nữa, chắc cô ấy chia tay mình mất. Vậy thì thôi, để mình nhờ người khác. Yên tâm, ngoài kia có hàng tá anh xếp hàng đợi mình nhờ vả đấy. Mình sẽ đứng ngoài này một lúc, sau đó vào nói với bố mẹ mình rằng bạn trai mình có việc bận đột xuất nên không đến được. Cậu bảo không đến được cơ mà. Bất ngờ chưa? Kế hoạch thay đổi vào phút chót, mình đã bỏ buổi hẹn với bạn gái để đến giúp cậu đấy. Tuyệt quá. Không, hạnh phúc quá ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói không phải chứ, mãi đến khi bắt gắn ghép Linh với một anh ở nhà đối diện, con bé mới chịu nói là có bạn trai. Hai bác cũng bất ngờ lắm. Đến bây giờ vẫn không biết chuyện này là thật hay đùa đây. Chết rồi, mẹ mình là người tin tưởng lắm. Hai đứa cứ thế này thì lỗ mất. Dạ, hai bác đừng trách Linh. Tại lâu nay cháu lu bu với công việc quá, chưa có thời gian hỏi thăm hai bác được. Ôi không. Ôi sao Mai lại ở đây? Tuấn đã bỏ vụ hẹn hò với cô ấy để đi với mình. Chắc là cô ấy giận lắm. Tuấn nghĩ gì vậy? Cậu ấy cũng thấy Mai đang đứng đó mà. Không sao đâu, đừng lo. Dù thế nào thì cháu vẫn mong hai bác có thể thứ lỗi cho cháu và đừng gây áp lực gì cho Linh. Linh là cô gái ưu tú nhất mà cháu từng biết. Cậu ấy luôn biết cách làm cho người bên cạnh cảm thấy hạnh phúc. Cậu thực sự nghĩ về mình như vậy sao? Đã có phút nào cậu cũng có tình cảm với mình chưa Tuấn? Thật ra thì là tại con thích cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng lại không dám nói. Con sợ nếu nói ra mà không thành thì đến tình bạn cũng không còn nữa. Mẹ vô tâm quá, lúc nào cũng giục con chuyện yêu đương. Mẹ không biết là con lại khổ tâm như vậy. Thôi con à, giờ mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Thấy hai đứa hạnh phúc, bố mẹ cũng vui lắm. Quên mất, Mai, người đứng ngoài quán cà phê lúc đó đúng là Mai mà. Liệu cô ấy có... Giờ mới nhớ đến em hả? Xem ra hai người diễn sâu quá rồi nha. Em suýt nữa là giận thật đấy. Thế này là thế nào? Sao em biết? Hôm nay bọn em hẹn hò gần đây, Anh ấy kể cho em nghe chuyện của chị, rồi thuyết phục em cho anh ấy đến giúp chị. Chị thấy có cô bạn gái nào tâm lý như em không? May quá, vậy mà chị còn tưởng cậu ấy hủy vụ hẹn hò thật. Hai người làm sao thế? Nhìn như hai người mất hồn ấy. Ok, bố mẹ mình đi rồi, chúng ta trở lại hai đứa bạn thân thôi nào. Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mới biết hai đứa mình có tiềm năng làm diễn viên lắm đấy. Đúng là thở phào nhẹ nhõm, cậu làm mình từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ lung tung. Gì vậy, có chuyện gì hay ho mà em không biết hả? Có gì đâu, đi thôi nào Linh, đang đông đủ thế này, ba đứa mình đi ăn gì đó ngon ngon nào. Cả tháng rồi mình mới gặp nhau một lần, cuối cùng lại thành buổi ăn nhậu của anh là thế nào, ghét anh quá đi mất. Lúc đó mình đã vô thức muốn nói ra để hy vọng được đáp lại. Đúng là ngu ngốc, ngẫm lại thì thật ra có những mối quan hệ còn quý giá hơn cả tình yêu. Một cậu bạn tốt thế này đi đâu để tìm được cơ chứ. Con người không nên quá tham lam, cứ cố muốn có thứ chắc chắn không thuộc về mình. Cố chấp như vậy cuối cùng sẽ mất đi tất cả thôi. Sau này lỡ bố mẹ chị lại hỏi về anh Tuấn thì sao? Yên tâm, chị sẽ nói với bố mẹ rằng bọn chị đã chia tay. Chị chỉ muốn cậu ấy mãi là bạn tốt của chị thôi. Những dịp may qua đi. Phải chăng là đây rồi? Ngọc Hoàng Vạn Tuế được lên thiên đình rồi. Hãy kể cho ta nghe về tình hình dưới thế gian của nhà ngươi. Ngươi toại nguyện về cuộc sống của mình chứ? Thưa Ngọc Hoàng, tôi không hề toại nguyện. Tôi luôn thắc mắc tại sao cuộc đời tôi lại nghèo khó, luôn vất vả, nay đây mai đó mãi vậy. Sao nhà ngươi lại nghĩ thế? Ta cho mỗi người cơ hội như nhau, nhưng giàu hay nghèo là do chính bản thân họ chứ. Thế là sao ạ? Thôi được, hãy nhìn lại cuộc sống của ngươi dưới trần gian đi. Dân à, bác phải sang bên ngoại có việc gấp. Lát nữa cháu ra ngoài đồng cuốc nốt cho bác thửa đất bác đang làm dở nhé. Vâng, phải nhanh đấy, vì mai đã gieo giống mới rồi. Bác lúc nào cũng nhắc mình làm nhanh, làm nhiều, đến là mệt. Chi bằng... Trời ơi, Dần, sao cháu lại... Mình nói gì thế? Thằng Dần nó bỏ đi làm ăn xa rồi. Trong thư nó để lại, nó nói là muốn tự mình làm ăn, không cần tới hai bác nữa. Cái thằng... Tôi đang định tối nay về sẽ bàn giao lại cho nó cai quản cái nông trại nhà ta. Vậy mà nó đi mất thế này. Cần người làm công 3 đồng một tháng. Cuối cùng mình đã tìm được việc làm. Anh Dần, nghỉ tay đã, để em lấy nước cho mà uống. Ủa, cô Út, ba em hay khen anh lắm. Ba em nói rằng từ ngày có anh đến giúp, mọi việc trong nhà thấy thuận lắm. Ông chủ lại quá lời rồi. À, mãi nói chuyện mà em quên mất. Ba em dặn gọi anh lên có chuyện quan trọng muốn bàn đấy. Vậy hả? Tôi sẽ lên ngay. Dạ, ông chủ cho gặp tôi ạ. Tôi mới đấu thầu của làng mấy chục mẫu đất để canh tác, nhưng người trong nom lại nghỉ việc. Cậu có thể giúp tôi gánh vác việc này được không? Dạ, tôi xin dốc lòng để làm ạ. Vậy từ ngày mai, cậu tạm thời chuyển ra ngoài láng sống và trông coi luôn cho tôi nhé. Vâng ạ. Xem ra, con gái ta đã có cảm tình với chàng trai kia rồi. Cha này, cứ trêu con. Bây giờ mình cai quản bao nhiêu việc, lương cũng mới lên được 4 đồng một tháng. Thiệt thòi cho mình quá. Nếu làm chỗ khác, có khi mình được tăng lên 8 đồng rồi ấy. Thế này không được, mình phải đi tìm chỗ khác làm thôi. Sao đêm hôm khuya khoắt, cậu lại trở về đây làm gì? Dạ thưa ông, song thân của tôi dưới quê bị ốm, tôi mới được tin, xin ông cho tôi về gấp ạ. Thế cậu định về ngay à? Thưa vâng, Thế cậu định bao lâu thì quay lại đây? Dạ, cũng chưa thể nói trước được ạ. Để tôi vào lấy máy tính tiện công rồi gửi cho cậu. Có thế chứ, mình đã lừa được ông ấy. Thế nào ngày mai mình cũng kiếm được công việc ngon lành hơn cho mà xem. Cha, vậy là anh ấy đi rồi ạ? Đi rồi, cậu ta nói ba mẹ ở quê bị ốm. Nhưng cha e rằng cậu ta nói dối vì cậu ta ở đây không gặp ai, làm sao biết được tin tức ở nhà. Vậy anh ấy... Thôi con ạ, cha cũng rất quý cậu ta, định bụng gả con cho cậu ấy, rồi vài năm nữa sẽ giao cho hai con cái dinh cơ này. Vậy mà... Trời ơi, chỉ vì đa nghi, hám cái lợi trước mắt mà tôi đã để lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác của đời mình. Nếu cho tôi làm lại, chắc chắn tôi sẽ thành công, thương Ngọc Hoàng. Ta rất tiếc, nhà ngươi chỉ có duy nhất một cuộc đời mà thôi. Lá thư của mẹ. Tuyến, đi học về rồi đó hả con? Vâng. Hôm nay ở trường vui không? Cắt cặp sách rồi xuống ăn cơm nha con. Mẹ nấu xong rồi. Trời ơi, bà mặt mũi con làm sao vậy? Không có gì, kệ con. Lại có chuyện gì thế này? Gần đây tính khí nó thay đổi, đi học hôm nào về cũng có chuyện. Thật là chán nản. Giá mà đừng có phải đi học nữa. Tuyến, sao mẹ đang hỏi con lại bỏ đi như thế hả? Hôm nay ở trường có chuyện gì vậy? Dạo này mẹ thấy con khác lắm. Chẳng có chuyện gì đâu. Có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào. Con đã nói là không có gì rồi. Mẹ cứ hỏi nhiều quá à. Con mệt lắm. Mẹ đừng có làm phiền con nữa. Mai, cô Mai ơi. Kìa cô Mai. Chị Hà, em xin lỗi, không nghe thấy chị gọi. Suy nghĩ gì mà mãi mê thế? Hay, thằng Tuyến nhà em dạo này tính khí lạ lắm. Em đang đau hết cả đầu nè. Nó đang tuổi mới lớn, tâm lý cũng thất thường lắm. Em nói nặng nói nhẹ với nó mà không xong. Đợt này nhà em đi công tác về phải họp gia đình, để mà em dạy bảo lại nó mới được. Ngày trước nhỏ qua nhà chị cũng vậy đó. Tuổi của tụi nó bây giờ nhạy cảm lắm. Hãy bình tĩnh tìm cách gần gũi con, đừng có nóng nảy. Vâng, em cảm ơn chị. Sao trễ như vậy rồi mà nó vẫn chưa về? Hôm nay về muộn vậy con, để mẹ hâm lại cơm với thức ăn cho con nha. Mẹ cứ kệ con có phải là trẻ con nữa đâu. Sao thấy bực bội khó chịu quá à. Mẹ lúc nào cũng coi mình như một đứa trẻ con. Bạn bè thì chẳng ai hiểu mình. Chán thật. Cái gì đây? Cô Bi của mẹ. Đã bao lâu rồi mẹ không gọi con bằng cái tên thân thương này nhỉ? Thời gian thật nhanh. Dường như vòng tay mẹ không còn đủ bao bọc con như những ngày xưa nữa. Nhưng tấm lòng mẹ yêu thương con thì không bao giờ thay đổi mà còn lớn lên theo từng ngày. Mẹ biết có những lúc mệt mỏi, chán chường mà không phải lúc nào con cũng có thể tâm sự cùng mẹ. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng mẹ luôn bên con, mẹ luôn yêu con. Tất cả mọi lo lắng của mẹ đơn giản chỉ là nụ cười và hạnh phúc cho con. Tình yêu đó là điều không bao giờ thay đổi. Cô Bi của mẹ à, mẹ của con. Mẹ. Làm cha làm mẹ, lúc con còn nhỏ, cha mẹ rất dễ thể hiện tình yêu thương bằng những cử chỉ thân mật như ôm ấp, hôn, dỗ dành các con và con cái cũng vậy. Thường hay làm nũng với ba mẹ. Chính những hành động yêu thương đó khiến cha mẹ gần gũi với con cái hơn. Nhưng khi con trưởng thành, khoảng cách ấy ngày một xa. Thay vì yêu thương, dỗ về, cha mẹ hay dùng đạo lý để răn dạy. Chính điều này đã vô tình để chúng xa cha mẹ. Thay vì tiếp tục nhiếc mắng con, bức thư dưới gối của Mai đã thực sự có tác dụng. Nó khiến người con hiểu ra nỗi lòng của cha mẹ và bình tâm lắng mình lại. Cũng từ đó, người con hiểu ra cha mẹ luôn luôn bên chúng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhiều khi để nhận ra điều đơn giản như vậy lại khó khăn vô cùng. Cô y tá tốt bụng. Con bé mất máu nhiều quá, chúng ta phải truyền máu ngay. Bác sĩ, nhóm máu giống bệnh nhân trong kho dự trữ máu đã hết, bao gồm cho người nhà bệnh nhân. Ba mẹ bệnh nhân hiện cũng đang cấp cứu trong bệnh viện mình, thưa bác sĩ. Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch. Nếu không được truyền máu kịp thời, tôi e... Thưa bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Tôi cũng thuộc nhóm máu AB. Tôi có thể cho máu. Vậy cô sang phòng bên làm xét nghiệm rồi tiến hành lấy máu. Dạ vâng. Con bé thế nào rồi thưa bác sĩ? Con bé vẫn hôn mê, nhưng không sao rồi. Cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Vừa cho máu lại vừa túc trực cả đêm ở đây, sức nào chịu nổi. Tôi không sao, tôi muốn ở lại chăm sóc con bé. Tội nghiệp con bé, tai nạn vừa rồi cả ba mẹ cũng nguy kịch. Cũng may là họ đã đỡ hơn rồi. Tỉnh rồi à? Con muốn ăn gì không con? Mẹ đâu? Ba mẹ của con nằm ở cuối dãy nhà này. Hôm nay hai người họ đã khỏe hơn rồi. Cô là y tá Vân, cô sẽ chăm sóc cho con. Đợi con khỏe lại, cô sẽ dẫn sang phòng của ba mẹ con. Giờ con ăn chút cháo đã nha. Vâng. Cô ơi, con muốn ăn bánh kem. Bánh kem à? Để cô xem gần đây tiệm bánh nào ngon nào. Con chỉ thích ăn bánh kem ba con gấu thôi. Giờ đã gần 10 giờ đêm rồi. Tiệm bánh cách đây cũng khá xa. Mà hình như 10 giờ đêm sẽ đóng cửa. Được rồi, cũng vừa đúng lúc cô hết ca trực. Cô sẽ đi mua cho con. Ôi, bánh ngon quá. Vậy con ăn nhiều vào cho mau khỏe nha. Mà sao mặt cô nhiều mồ hôi thế? À, tại lúc nãy sợ cửa hàng đóng cửa, cô chạy vội quá nên ra nhiều mồ hôi đó. Cô ơi, con cảm ơn cô. Con có điều muốn nói với cô ấy. Cô Vân là cô y tá con đã kể cho mẹ nghe phải không? Hôm nay mẹ cũng định tìm cô ấy để cảm ơn. Nhưng mọi người bảo cô ấy trực ca tối. Chúng ta không đợi được cô ấy đâu con. Khi nào có thời gian rảnh, mẹ con mình sẽ qua viện cảm ơn cô ấy sao vậy? Đi thôi con. Cháu giúp bà. Thời trẻ trông bà đẹp quá. Cháu có thể xem cuốn album này được không? Bà có nhiều ảnh đẹp quá. Ồ, được chứ, cháu xem đi. Thì ra ngày xưa bà cũng từng là một y tá. Đúng vậy, trước đây bà cũng từng là một y tá như cháu vậy. Bà, lẽ nào bà chính là cô y tá Vân Ngày Đào? Sao cháu biết tên bà? Cháu chính là cô bé trong tấm ảnh này. Chính cháu đây à? Mai, thật không ngờ lại được gặp cháu ở đây. Cháu đã trở thành y tá rồi cơ đấy. Vâng, không ngờ lại gặp cô ở đây. Ừ, gia đình cô không còn ai thân thiết nữa, nên cô vào viện dưỡng lão ở. Hàng ngày cô vẫn xem lại những bức ảnh ngày xưa. Từ giờ cháu sẽ chăm sóc cô như ngày xưa cô đã yêu thương và chăm sóc cháu. Giấc mơ sáng tạo. Những thiết kế cũ kỹ, sao chép một cách vô hồn, thiếu sức sống. Anh chỉ làm được đến thế thôi sao? Đây mà cậu gọi là nhà để ở à? Có mà là những cái hộp ấy. Tôi muốn một bản thiết kế tươi mới, sống động, một miền đất hứa, cậu hiểu không? Ba ơi, ba ơi, dậy đi ba. Con trai đó à? Ba hẹn chủ nhật sẽ đưa con đi biển. Hôm nay là chủ nhật rồi. Ba vẫn còn bản thiết kế. Thôi được rồi, thì đi nào. Hoan hô ba. Ba ơi, sao ngoài kia chỉ thấy nước với trời, sao không có nhà cửa, cây cối gì cả? Theo những cánh buồm ấy đi xa thật xa, con sẽ lại thấy nhà cửa, phố xá và những con đường. Thấy nhà cửa, đường xá ở đó có giống nơi chúng ta đang sống không ạ? Thế con nghĩ thế nào? Con nghĩ nơi đó là cả một thế giới khác lạ. Ở đó có những con đường uốn lượn, những ngôi nhà trên những thân cây lớn, và có bể bơi ngoài trời rộng như là biển này ba ạ. Chim ơi, cánh buồm ơi, đợi mình với. Mình muốn được cùng các cậu tới những miền đất mới. Con trai, con khiến ba nhớ lại tuổi thơ mình. Cũng có cả thế giới kỳ diệu vô biên ở bên kia của biển. Ba ơi, thế giới bên kia biển do ai xây dựng nên? Ai xây dựng nên ư? À, ba ơi, con biết rồi. Đó là những kiến trúc sư như ba, đúng không ạ? Đúng rồi, con trai giỏi quá. Ba ơi, ba thật tuyệt vời. Con trai, cảm ơn con đã nhắc ba nhớ về những ước mơ của ba thuở bé. Ba sẽ xây những tòa nhà như trong giấc mơ con và giấc mơ ba. Con nghĩ nơi đó là cả một thế giới khác lạ. Ở đó có những con đường uốn lượn, những ngôi nhà trên những thân cây lớn, bản thiết kế rất tươi mới và sống động. Cậu đã không làm tôi thất vọng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.